Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với bản tin KTV ngày 25 tháng 2 năm 2023. Bản tin hôm nay, một số người dùng Twitter hiện có thể mua Twitter Coin qua Stripe. Một số người dùng Twitter đã có thể mua Twitter Coin bằng phương thức thanh toán qua Stripe. Twitter dường như đã bắt đầu cho một số người dùng nhất định có thể mua Twitter Coin. Người dùng Twitter Triop Alpha cho biết đã mua được 150 Twitter Coin với giá 1,99 đô la Mỹ và phương thức thanh toán duy nhất ở hiện tại là qua cổng thanh toán Stripe. Theo tiết lộ, Twitter Coin sẽ cho phép người dùng thưởng cho những người dùng khác khi đăng các tweet trên Twitter, đồng thời tạo ra một kênh thu nhập thụ động cho người sáng tạo. Tính năng coi để xếp hạng tweet của người dùng của Twitter được cho là tương tự như Reddit Go của Reddit. Reddit Go là tính năng mà người dùng Reddit sẽ trả tiền pháp định để mua vàng để đánh dấu các chủ đề hoặc bài đăng mà họ thấy có ích. Vào tháng 12 năm 2022, Elon Musk đã hoàn thành thương vụ mua lại Twitter với trị giá 44 tỷ đô la Mỹ với ý định biến Twitter trở thành một siêu ứng dụng hàng đầu. Tại thời điểm thực hiện bài viết, Dogecoin đốt đồng coi gắn liền với tiếng nói của Elon Musk đang giao dịch ở mức 0,085 USD, giảm gần 2% trong 24 giờ qua.